Sau 50 năm kể từ cơn ác mộng trong những sự kiện Diablo 3, yên số trên Sanctuary chỉ còn lại một nửa. Ứng chừng như thế giới sẽ có được một khoảng thời gian bình yên, thì bất ngờ hai vị thiên thần và quỷ vĩ đại nhất cũng là những người sáng lập ra Sanctuary đã từ bóng tối trỗi dậy và trở lại. There we fight true in His holy name. Ignarius và Lilith đã tái sinh, mang theo những mâu thuẫn lớn từ quá khứ. Không ai biết họ đang âm mưu gì, và cuộc tái ngộ này đẩy Sanctuary vào một tương lai đen tối và khó lường. Những bí ẩn và nguy hiểm nào đang đợi bạn tại Sanctuary? Đây hứa hẹn là một chương mới đầy kịch tính và hấp dẫn. Chào mừng các bạn đã đến với video về cốt truyện Diablo 4. Ác mộng, bóng tối thức tỉnh. Fracture Peaks, vùng thảo nguyên ở phía nam Scotland, đầy hiểm trở và những con đường trải dày tuyết trắng. Tại đây, những tàn tích đổ nát, những ngôi đền cổ xưa rải rác, hòa với không khí lạnh thấu xương, tạo nên một vùng đất đáng sợ. Một số người xem Fracture Peaks là ngôi nhà, nhưng họ luôn sống trong một tâm trạng lo lắng, lúc nào cũng thu mình lại trong thị trấn nhỏ bé. Ai đó bị mắc kẹt ngoài trời trong đêm, được coi như là đã chết, vì nếu họ không trở thành mồi cho những con thú dữ, thì cái lạnh sẽ cướp đi sinh mạng của họ. Người anh hùng đi lang thang qua vùng tuyết, nơi mà trong giấc mơ của anh xuất hiện một con sói kỳ lạ. Giữa màn trắng của tuyết, anh ta khao khát một nơi trú ẩn khác chứ không phải trong cái hang lạnh giá này, và anh quyết định tiếp tục tìm kiếm. I should find better shelter before I freeze. Anh đã gặp được những người dân làng đầu tiên tại đây. Họ đang có một cuộc gặp gỡ đầy hỗn loạn với một người đàn ông bị kích động. Cô gái tên là Vani giải thích rằng những con quỷ đã tàn phá và biến khu vực ở phía bắc thành đống đổ nát. Người đàn ông điên này chắc chắn đã đi vào nơi nguy hiểm đó. Vani cầu xin sự giúp đỡ vì những người dân ở đây không có nơi nào khác để đến. Người anh hùng quyết định đi đến đống đổ nát ở phía bắc, xuyên qua đó chỉ để phát hiện một linh mục đã bị mất đầu. Bất ngờ, anh ta phải đối mặt với một con quái vật to lớn tại đây. Anh đã tiêu diệt nó và trở về với tin vui cho Vani, khẳng định là từ nay trở đi ngôi làng sẽ an toàn. Các dân làng tổ chức một buổi tiệc lớn để ăn mừng chiến thắng của anh, nhưng anh không biết rằng trong thức ăn đã được pha vào một loại thuốc mê mạnh. Anh gục xuống và họ kéo anh đến ngôi nhà bên cạnh. Một ngôi nhà đầy máu và xác chết. Thì ra dân làng ở đây là những tên đồ tể, và họ muốn hiến tế anh cho một thứ gì đó. Họ cho anh uống máu rồi sau đó ra tay. Tuy nhiên, người đàn ông mà ban đầu dân làng ở đây cho là điên cuồng đã đến cứu anh. Thì ra cả hai bọn họ đều đã bị dân làng bỏ thuốc mê. Người đàn ông này tên là Iosef. Cả hai đã cùng nhau tiêu diệt dân làng để tự bảo vệ mình, và đặt ra câu hỏi vì sao dân làng ở đây biết về những nghi lễ máu đáng sợ như vậy. Cả hai bắt đầu tìm kiếm câu trả lời tại một nhà thờ gần đó. Tại đây, người anh hùng thấy những cánh hoa và rơi vào một ảo ảnh. My children, the lords of hell are coming to devour our world. Hell is coming. Hell is coming. Resist her temptation. Và đó là câu trả lời. Những người dân ở đây đều bị kiểm soát tâm trí bởi một con quỷ có sừng, khiến họ trở nên điên loạn. Một tên tay sai của con quỷ này được ra lệnh đi đến sa mạc Dry Steppers để chuẩn bị cho một thứ gì đó. Kết thúc ảo ảnh, người anh hùng đã kể lại những gì mà anh ta thấy về một con quỷ có sừng, và những người dân ở đây đón nhận nó như một người mẹ. Elsef nhận ra rằng có gì đó không ổn và yêu cầu người anh hùng đi về hướng đông bắc để tìm kiếm một người đàn ông ẩn sĩ. Ông ta là người biết về những bí mật. Elsef yêu cầu người anh hùng đưa ẩn sĩ này đến nhà thờ ánh sáng tại Kiovasat. Lên đường về hướng đông bắc, anh ấy phát hiện một ngôi nhà trống. Tìm kiếm một lúc thì chủ nhân của ngôi nhà đã về. Thì ra ngôi nhà này thuộc về Lorath, một ẩn sĩ của hội Oracle. Lorath tiết lộ rằng người anh hùng đã mang trong mình máu của con quỷ có sừng tên là Lilith, cho phép anh ta nhìn thấy những ảo ảnh từ quá khứ của Lilith như một sự kết nối giữa Lilith và chính anh ta. Anh ta cũng được Lorath nói thêm về nguồn gốc của Sanctuary, câu chuyện về những thiên thần và ác quỷ, cùng với mối đe dọa mà Lilith có thể gây ra cho nhân loại. Lorath và người anh hùng quyết định đi đến nhà thờ ánh sáng tại Kiovasat. If we can't stop Lilith,